tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em khủng. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình các bạn nhá. Thì ngày nay mình thấy là có ra một bộ đồ mới ra, có tên là bộ tứ siêu đẳng đấy, mình cũng không biết nữa. Với lại là tưởng để ngày hôm nay là làm nó qua ngày mới được mà. Mình xem nó có sự kiện gì mới. Ui. Trời ơi, trông ngọt thế nhở? Được đấy. Ui, sao này anh Gana ra quả bộ đồ nữ trông được chứ này các bạn. Ui thề, cái quả tóc màu, ui đúng màu tóc cặp với mình luôn này. Các bạn thấy không, các bạn thấy không, thấy không? Các bạn thấy không? Đúng màu kiểu tóc cặp với mình luôn. Ui trời ơi, bộ đồ này mấy bạn nữ mặc thì phải gọi là đúng là ôi dồi ôi mà đẹp thế nhở. Để mình xem vô trong đây, mình xem cái vòng quay bộ tứ siêu đẳng này xem nào. Ây chà, để nó xem nó tốn kém bao nhiêu. 5 bản vẽ này, 7 bản vẽ, 8 bản vẽ, 8 bản vẽ và 20 viên đá. Wow, nhìn là có vẻ là hơi thốn rồi đấy các bạn ạ. Mình xem còn được cái gì mới không nhá. À cái bộ đồ này mình còn chưa săn được nữa này. Ơ vẫn lại ra 5 đấm mới hả các bạn. Như là mấy cái này mình có hết rồi. Có cây katana này mình chưa có này. Và thôi, hiện nay mình cũng sẽ phải gọi là review nhẹ qua shop anhfor.com bắt nữa anh em ạ. Nay chúng ta sẽ lên lại giao diện của shop anhfor.com. Thì các bạn nào có nhu cầu mua FIFA hay là thử vận mệnh kim cương ấy thì hãy lên shop anhfor.com để ủng hộ mình nha các bạn nhá. Để mình lên đây xem có vòng quay gì mới không các bạn ạ. Thì cái vòng quay này là lượt quay miễn phí khi mà các bạn đăng nhập vào shop mình ấy, là các bạn sẽ được nhận một lượt quay miễn phí ở vòng quay gì đây. Vòng quay này mình không biết là vòng quay không đồng các bạn ạ. Hiện tại đang có 60.000 bạn quay ở đây này. Thì có các bạn nào kiểu ghé lên kiểu thử vận may kiểu miễn phí cũng được các bạn nhá. Nay mình chắc có lẽ mình sẽ quay vòng quay nào đó đi. Chẳng biết là quay cái nào nữa. À đây có vòng quay tứ linh vũ trụ. Uầy, hình như là hợp đúng với cái tên bộ đồ luôn đúng không ta? Để mình vô xem bộ đồ xem có phải là tên là tứ linh vũ trụ không? À không các bạn ạ. Bộ đồ này có tên là gói ninja. Nhưng mà chúng ta cứ quay tứ linh vũ trụ đi. Ở đây làm nhẹ phát xem nào ấy. Nay à quên mất, bữa qua mình mới nạp vào 200k và shop mình ấy mà anh em ạ. Ở kìa. Sao cái lượt point của mình nó xuống còn có 7 à các bạn ơi. Không được rồi, chắc là mình sẽ thử một lượt đầu xem như thế nào đi các bạn. 18k một lượt quay. Ơi, ở đây có mã khuyến mại các bạn. Tức là các bạn quay vòng quay ở shop mình ấy là các bạn sẽ được một cái mã khuyến mại nhá. Đây không phải là code FIFA đâu nha các bạn, đây là mã khuyến mại nhá. Khi mà các bạn kiểu nào quay hình như là được giảm giá đúng không? Nhập cái mã vào đây là các bạn sẽ được giảm giá đó kìa. Nãy mình chưa kịp lấy mã, từ nha. Để mình sẽ quay thêm một phát X1 nữa để mình lấy mã giảm giá rồi. Sau đó mình sẽ quay X10 mà. Oh my god, trời ơi. Xin chào các bạn, thì mình là Anhfor. Hiện tại là mình đang livestream trên Vuja. Thì các bạn hãy tải Vuja về follow ID của mình nhá. Và hẹn lại các bạn vào 8 giờ tối trên Vuja các bạn nhá. Không cần quay X10 anh em ạ. Ôi, 18k của tôi. Được em nhạ, đây phát này chúng ta quay xịt rồi này. Đấy có phát này phát xịt trước game nhưng mà phát kia là có vẻ là hơi ngon nhá. Mình sao chép cái mã này. Ok, chỉ áp dụng ở vòng quay long tộc à? Ok kìa. Thế thì để mình sẽ qua vòng quay long tộc coi. Cái này nó bảo là chỉ có áp dụng ở vòng quay long tộc các bạn ạ. Ok, mình sẽ nhập cái mã này vào. Đó, xem được giảm giá không? 20k một lượt. Quay vào. Thế nào? Nếu mình không để ý tiền mình các bạn ạ. Mã giảm ớ kìa. Hình như là mã giảm giá nên mình có thiếu gì đúng không ta? Để mình sẽ qua vòng quay tứ linh vũ trụ mình quay tiếp đi. Ở vòng quay này có vẻ là hơi bị hấp dẫn các bạn ạ. Chứ không lẽ mình sẽ quay một lần X7 luôn đi, 120k bạn. Shiba. Ui. Oh my god. Trời ơi, ra ngoài đây rút kim cương thôi anh em ơi, rút kim cương đấy các bạn ơi. Ok, xong mình bấm vô tên mình xong nó nhảy sang cái chỗ rút. Đây. Rút vật phẩm này. Chắc ngày hôm nay là săn bộ đồ này mình nghĩ là mình rút là có vẻ là hơi tốn kém ấy. Nên mình sẽ rút tầm 12k kim cương đi. À nó tầm 10k thôi. Giờ mình sẽ rút lần 950 này. Ok. Rút vậy chắc tầm phải 11 lần chúng ta mới về đủ 10k kim cương quá các bạn. Kim cương buổi tối về có vẻ là nó hơi bị lag mà đâm ra về hơi lâu. Bây giờ thôi chúng ta quay trước em nhá.
để mình sẽ phải gọi là xài thủ thuật của mình. Đó chính là chúng ta sẽ spam X1 đúng không ạ? Mình sẽ spam X1 xem 8k, hiện tại đang là 8k kim cương đúng không ạ? Mình sẽ spam xem mình hết bao nhiêu k để mình sẽ săn được 20 đá và bao nhiêu bản vẽ nhở? Và 8 bản vẽ nha các bạn, 20 đá và 8 bản vẽ. Hiện tại là mình đang có 0 đá, 0 bản vẽ luôn. Đó nên là bây giờ mình sẽ spam X1 các bạn nhá. Không nhận thông báo này, ok. Spam X1 luôn. Kìa, sao có vẻ là chưa ra một viên đá hay là một cái bản vẽ gì hết anh em ạ. Không mà sao mình sao là có vẻ spam này có vẻ là hơi lâu này. Mình sẽ spam theo phong cách này đi. Đó, ok, một cái cương rồi, sao được một viên đá vậy? Chấm hỏi các bạn. Ba đá rồi mới, ba đá rồi mới. Xịt. Ui. 2k kim cương của tôi sắp bay màu mà được 3 đá mà chưa hết bản vẽ này. Ở đây 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 đây. Một bản vẽ đúng không ạ? 3 đá một bản vẽ rồi. Và hình như là được một bộ đồ thì rồi phải đúng ta. Tiếp tục spam X1. Ok kìa. À đây, ra ra một đá. Ôi. Tưởng nó không ra thêm đá hay là bản vẽ nào anh em ạ. Xịt, có vẻ lần này là spam là hơi khó đúng ơi. Thôi mình sẽ x5 thử coi. 1 2 3 4. Ơ kìa. Ơ. Ui. Ôi giời ơi, 4k kim cương. À đây rồi. 4k kim cương mới được 5 đá bạc. À đây. Trời ơi, đấy nó phải ra như thế chứ bạn. Rồi, thêm. À đây. Trời ơi. Bây giờ nó lại ra bản vẽ liên tiếp này. Giờ mình đang cần đá mà, mình đang cần đá nhiều. Ơ kìa, sao ra bản vẽ liên tục vậy? Ủa này, đúng rồi đó. Mình đã. Ui, trời ơi. Bây giờ nó lại ra toàn đá rồi các bạn ơi. Nó toàn ra bản vẽ thôi này. Bây giờ mình cần đá cơ. Ơ kìa. Ơ kìa. Ui dồi ôi. Tôi dư bản vẽ rồi. Thôi đừng cho tôi bản vẽ nữa. Mình sẽ có X1 đi các bạn ạ. Ơ thôi sắp hết kim cương rồi này. Xịt, mình cảm giác là lần này là mình quay có vẻ là hơi chua các bạn ạ. 8k kim cương mà hình như là mình xem nào. Mình chỉ đổi được mỗi là không đủ đá để đổi bộ đồ viết nhất luôn này các bạn. Trời ơi, chỉ đổi được mỗi bộ đồ này thôi. Ui, bộ đồ này là mình quay một lần này mình quay là có vẻ là hơi chát các bạn ạ. Bữa này mình sẽ rút thêm 2k nữa mình quay xem như thế nào nữa. Nếu mà kiểu nó nhân phẩm như shit vậy thì mình không quay đâu. Nếu mà quay nữa thì chúng ta càng tốn à. Nên là mình sẽ rút thêm tầm 2k nữa về mình quay thôi. À, có phải là à không, chính xác là mình chỉ quay 1k thôi. Nếu mà nó không ra nữa thì thôi mời. Bộ đồ lần này nó khó ra dữ ta. Rồi, lần này mình chỉ quay đúng phải gọi là tầm khoảng 500 kim cương thôi. Nếu mà nó không ra kiểu mấy cái bản vẽ, à đâu mấy cái đá thì thôi mình không quay nữa các bạn nhá. Nếu mà tình hình quay như thế là mình biết là đen rồi đó, nên mình sẽ không quay nữa đâu. Mình sẽ quay tầm sương sương một chút xíu thôi. 500 kim cương thôi, đúng 500 ạ. Surprise, I'm back. Ôi chúa. Ây cha. Tôi cần lắm thêm một viên đá nữa các bạn ạ. À. Không, mình không. Người ơi ta đâu còn chi. Một phát cuối cùng. Một phát cuối cùng nữa thôi. Đây, thêm phát cuối nữa các bạn. Không quay nữa, phải không quay nữa. Mình ui, còn đấy không đủ. Ui, phải quay ít nhất thêm một viên đá nữa. Để đổi lấy bộ đồ xịn nhất anh em ạ. Ơ kìa. Không ra viên đá nữa thì thôi này. Thôi, dẹp anh em ạ, không quay nữa đâu. Thể ra số mình đen chứ ta. Mình rất là thích màu xanh mà. Nên là thôi chúng ta đổi màu xanh đây các bạn nhá. Mình đúng dư bản vẽ luôn á. Mà không biết là ở đây có bao các bạn nào cần bản vẽ không thì liên hệ mình nhá. Mình tặng miễn phí các bạn ạ. 11 cái bản vẽ. Trời đất ơi, có chán không kia chứ. Thôi các bạn ạ, không quay đâu. Một cây kim cương thôi, để mình sẽ đi. Mình quay cái khác các bạn ơi. Mình quay cái nào đó đây ta. Thôi đi săn skin súng đi. Mình cảm giác săn skin súng thì nó sẽ vẫn ngon hơn á. Mình xem trong đây xem có khẩu nào mình chưa sở hữu xem nào. Chả khẩu nào cũng có hết rồi này các bạn. Hình như là đa số khẩu nào mình cũng phải gọi là hình như là sở hữu hết rồi ấy. Không khẩu nào là chưa có này. Xem coi. À chà. Khẩu này à. Hình như là mình sở hữu được cái MP5 rồi. Chỉ còn mỗi khẩu khẩu súng nhiệt này là chưa có này. Để mình xem còn khẩu gì có không. Ơ đấy.
À, một khẩu thô sơ em ơi, để mình sẽ săn luôn đi luôn anh em nhá. Mình sẽ săn luôn đi. Mình sẽ mở phát X10 chứ đã. Mình xem nào, 10 phát X10, một phát X10 đang luôn không? Ờ kìa. Có vẻ là hơi khó rồi anh em ạ. Hình như là khẩu thô sơ đợt trước là mình kiểu mình đổi sang ạc mới ấy, mình chơi á. Đâm ra là khẩu thô sơ là mình chưa săn được á. Này có vẻ là nhân phẩm của mình nó hơi đen các bạn ạ. Mở thì không ra đó thì thôi là nghỉ nhá. Mình không mở đâu. Thực sự là ui thì còn không ra thật nữa chứ. Xem bao nhiêu ngày nào. Xem khẩu này bao nhiêu ngày đây. Tiểu Liên Hôn Sơn đâu ta. Ui xùi 23 ngày mà. Ôi thôi. Thực sự là ngày nay nó đen làm sao. Quay trong shop thì đỏ mà nó quay bên ngoài thì nó rõ đen luôn á. Mình tình hình là mình quay 8k mà mình không đủ đá bản vẽ là mình thôi anh em ạ. Là mình xác định là mình không quay nữa. Coi như là mình phải gọi số là mình nhọn. Chứ thường thường là mình quay tầm 8k là mình sẽ đủ 4 bộ trong đá chế tác rồi. Nhưng mà lần này thì nó lại như shit vậy nên là thôi. Chắc là clip của mình cũng xin kết tạm thôi. Các bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một dưới. Và nhớ tải app Muja về xem livestream của mình lúc 8 giờ tối các bạn nha. Hiện tại là bây giờ là cũng đêm rồi, đâm ra là cái quả view Landmark 81 của mình đằng sau nó tắt đèn rồi ấy. Nên là nó cũng không có đẹp lắm. Chào các bạn nhá.